Kính thưa cộng đoàn, để chuẩn bị tâm hồn sâu sắc bước vào thánh lễ, kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng nguyện kinh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng lang vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốn lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thân tông đồ, thì đầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin Thần có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phán vô cùng. Con lại tin Thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nan chịu trên mà chuộng tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thần vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tăng và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Chúa phán, ta là phần đôi của dân ta, họ đã kêu cầu ta trong mọi nỗi gian truân. Ta đã nhầm lời họ và ta sẽ là Chúa của họ đến muôn đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta nài xin ơn Chúa tha thứ tội lỗi, nhất là hôm nay lắng nghe trong Tin Mừng Chúa Giêsu bảo rằng ai làm lớn là người phục vụ. Vậy cho nên chúng ta nhấn mạnh lại vai trò của người Kitô hữu,
không bao giờ làm một sự gì đó kiêu ngạo lớn lao cho bằng là ý thức trách nhiệm là người của muôn người, là người phục vụ mọi anh chị em. Anh chị em ăn năn thống hối tội lỗi, xin Chúa tha thứ để dâng thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chung tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian. Xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đấng Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vân giữ điều Chúa truyền dạy để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài chích sách khôn ngoan. Những kẻ gian ác nói rằng: chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem coi điều nó nói có thật hay không. Hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bâng vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó.
chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói thì người ta sẽ cứu nó. Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm, vì tội ác của chúng đã làm cho chúng mù quáng, và chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên cũng chẳng hy vọng phần thưởng công chính, và cũng không ưa thích vinh dự của những tâm hồn thánh thiện. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Ôi Thiên Chúa, xin cứu tôi nhân danh Ngài, và xin sử dụng quyền phán quyền cho tôi. Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng tôi cầu, xin lắng tai nghe lời miệng tôi xin. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Vì những kẻ kiêu căng nổi lên trong tôi, và bọn người hung hãn tìm san hại tôi, bọn chúng không như Thiên Chúa ở trước mặt mình. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Kìa, Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Tôi sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa. Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiên hào. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Bài trích thơ Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an, cho những người xây đắp an bình. Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này, tức tại các đam mê đang giao chiến trong thi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không được nhận là vì anh em xin không đúng. Cứ mơ tưởng thỏa mãn các đam mê của anh em. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ăn sáng ban sự sống. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng: con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại.
Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Ca-phác-na-um, khi đã vào nhà, người hỏi các ông: dọc đàn các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàn các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy, và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em, ở trong cuộc đời này, người ta giết nhau cũng vì quyền lực giành, tranh giành lẫn nhau nhiều lắm. Và chính vì quyền lực mà cũng có người sẽ đánh đổi nhiều thứ để có nó. Hôm nay khi Chúa Giêsu trên đường từ phía Bắc đến Jerusalem để chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn, thì không phải một mà là đến ba lần Chúa Giêsu mặc khải cho các tông đồ biết người sẽ đến Jerusalem và sẽ bị người ta chống bán, giết chết, vân vân. Điều lạ lùng trong các tông đồ đó là không có một chút tâm tư nào của Chúa lọt vào trong suy nghĩ của các ông. Nó lạ đến mức chúng ta không hiểu nổi, không thể giải thích nổi. Một đàn thì thầy đang đứng trước cái chết, mà đỉnh cao của cái chết này là chính khi bị người ta giết hành hình mình. Trong tâm tư, trong tâm thức của thầy, cuộc khổ nạn đang lừng lững trước mắt. Còn các tông đồ không chia sẻ được với Chúa một chút gì về cái tâm tư này cả. Trong lúc Chúa nói về cái chết của Chúa, thế tôi thí dụ một ngày nào đó tôi bảo với anh chị em, chẳng hạn như vài người có mặt trước mặt tôi đây, tôi sắp chết rồi, và mai kia mốt nọ gì đó sẽ có người giết tôi đấy, anh chị em sao? Coi chừng cười chết quách cho rồi đi hả? Có không? Không chừng lắm á. Sống chi chật đất, chết cho rồi đi hả? Tôi không biết lòng anh chị em nghĩ gì, nhưng ít nhất ngoài môi anh chị em sẽ có câu này: không, chúng con sẽ bảo vệ cha, còn bảo vệ hay không chuyện tính tiếp, đúng không? Anh chị em có muốn tôi chết hay anh chị em không muốn tôi chết thì làm sao tôi biết được. Có điều là ngoài miệng thế nào cũng phải có một câu gì, ít nhất là như thế. Đằng này Chúa Giêsu bảo rằng ta sẽ bị giết, thì các tông đồ đang quay sang với nhau xem kẻ nào làm lớn nhất. Anh chị em thấy có ngược đời không? Có mâu thuẫn không? Có vô cùng vô lý không? Vậy mà nó vẫn xảy ra. Như vậy Chúa Giêsu hoàn toàn đơn độc, không chỉ trên thánh giá khi mà những người theo Chúa bỏ Chúa chạy trốn hết, thì ngay lúc này cả những đám đông đã từng được Chúa làm phép lạ, ban ơn nhiều cho họ, cả các tông đồ là những người sống cận kề với Chúa, không chia sớt với Chúa bất cứ một điều gì, không có một chút thấu, hiểu hay thông hay cảm gì cả. Hoàn toàn đơn độc. Đấy mới là nỗi đau, đau thể xác. May ra còn có thể chấp nhận nỗi đau tinh thần, mà nỗi đau trước sự nghiệt ngã
của lòng người dành cho mình, đấy mới là nỗi đau khủng khiếp. Nếu tôi biết một ngày nào trong anh chị em đang có người muốn tôi chết quách đi, chắc chắn là có người mà tôi cũng sẽ đau. Và nếu cần chết thì mình cũng sẽ chết cho vừa lòng họ, nhưng mà mình chắc chắn sẽ đau, đau lắm, đau lắm chứ không phải đau vừa. Vậy thôi, có người mà. Và tôi hiểu có lẽ các tông đồ thì không ác như vậy, nhưng các ngài vô tâm thế thôi. Sự vô tâm đi bên cạnh kẻ đang đi bên cạnh đứng đang sắp phải bước vào cái chết nhục nhằn đầy thương đau, cái chết mà bị người ta hành hình đã rồi mới chết, thì sự vô tâm đó đáng trách, thưa anh chị em. Thế thì quyền lực là gì? Xấu hay nó tốt? Thật ra ham muốn làm lớn không phải là điều xấu, bởi thánh nữ Teresa hay đồng Giêsu đã từng ao ước lạy Chúa: con muốn làm vị thánh lớn. Lên thiên đàng rồi mà còn muốn làm vị thánh lớn, mà muốn làm lớn trên đó mà. Rồi thánh Phaolô trong thư gửi cho đức giám mục Timôtê, thánh Phaolô bảo thế này này: ai trong anh em ao ước được làm giám mục, mà cái từ ngữ lúc bấy giờ gọi là giám quản, để săn sóc một cộng đoàn, người đó có ao ước tốt đẹp. Và ngay cả Chúa Giêsu thì nhiều lần Chúa cũng nói về việc làm lớn trong nước trời. Chẳng hạn, ai giữ và làm cho người khác giữ những điều luật nhỏ nhất trong những điều ta hướng dẫn, ta phán dạy đây, kẻ đó được kể là người lớn nhất nước trời. Nghĩa là Chúa đang muốn chúng ta, Chúa đang thôi thúc chúng ta sống từng lề luật của Chúa để trở thành người lớn trong nước trời mà. Ai cho một trẻ em này, ai đón nhận nó thì đón nhận chính ta, hoặc là nên như trẻ em sẽ là người lớn nhất nước trời. Chúa Giêsu cũng vậy thôi, không chỉ người dạy về việc làm lớn, nhưng chính người Chúa cũng chấp nhận trở thành thầy, thầy dạy của các tông đồ, trở thành đấng cứu chuộc chúng ta, đấng bề trên của chúng ta. Và Chúa Giêsu đã từng khẳng định về quyền bính của người rằng: các con gọi thầy là thầy và là Chúa thì đúng lắm, vì thầy, Chúa khẳng định như thế, là thầy và là Chúa, mà rửa chân cho các con thì các con phải rửa chân cho nhau. Chỉ có một mình Chúa Giêsu thôi. Tôi cứ ngẫm đi ngẫm lại suốt cả tuần qua với bài tin mừng này để soạn giảng. Bởi vì tôi không soạn giảng một ngày mở tin mừng ra cái là đẹp, là gọi là soạn bài giảng liền đâu. Ngày thứ hai đã đọc bài tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, thì như thế mình đã soạn giảng cả một tuần và mình đã nghiền ngẫm nó. Thế thì mình nghiền ngẫm như vậy, mình chưa thấy, tôi nghiền ngẫm, tôi chưa thấy có ai như Chúa Giêsu làm thầy, làm Chúa, làm lớn, làm đứng lãnh đạo mà quỳ xuống để có thể rửa chân cho môn đệ của mình, thậm chí rửa chân cho kẻ ít nữa thôi sẽ bán đứng mình. Và cũng không có ai như Chúa Giêsu. Tôi nói thật anh chị em này, tôi sắp nói điều mà Chúa Giêsu làm ở trên thánh giá, nhưng trước khi nói, tôi nói trước điều này để anh chị em thấy ngay quyền lãnh đạo của Chúa, quyền làm lớn của Chúa là quyền đúng nghĩa và không có ai như vậy. Đó là gì? Hôm nào mà anh chị em chơi ngông, ghi trên Facebook của mình á, một cái lỗi nào của lãnh đạo địa phương đi, tôi nói thật anh chị em đang tìm cách đưa chân vào gông, đưa cổ vào cùm đấy. Nhưng Chúa Giêsu thì sao?
kẻ đóng đinh Chúa nha, kẻ lên án Chúa nha, kẻ đánh đòn Chúa nha, kẻ sỉ vả Chúa nha, kẻ làm nhục đủ điều nha, kẻ hả hê cho đến lúc mà họ dựng thánh giá lên rồi, họ không hề hồi tâm mà họ hả hê Giê-xu khỏi thập giá đi, Giê-xu xuống khỏi thập giá đi. Nếu là Chúa, họ hả hê đến mức chọc tức như vậy, đến mức trở thành kẻ phỉ báng một cách tàn nhẫn như vậy. Vậy mà lời đầu tiên trên thập giá là gì? Xin tha cho họ. Tôi đố anh chị em tìm được một lãnh đạo nào, khi anh chị em dù lãnh đạo có lỗi thật và chúng ta nói lỗi của họ ra thật và lỗi chính xác thật, nhưng mà họ bảo rằng tha cho nó đi, hay họ bảo tống nó vào cùng đi hả? Chỉ một mình Chúa Giê-xu trên thánh giá, những kẻ đằng đằng sát khí và vẫn tiếp tục đằng đằng sát khí vì chiến thắng giết Giê-xu, Chúa vẫn mở lời, và lời đầu tiên trên thánh giá là lời tha thứ. Thưa anh chị em, chỉ có lãnh đạo trong tình yêu. Cho nên quyền bính hay muốn làm lớn, nó không xấu, tự nó cũng không tốt. Điều quan trọng, nó xấu hay nó tốt là mục đích của việc lãnh đạo. Chúng ta muốn làm lớn, muốn thống trị người khác để với mục đích gì? Phụng sự con người như Chúa Kitô, hay tìm vinh thân phì gia cho mình? Mục đích nó mới là điều quan trọng. Và nếu một kẻ lãnh đạo mà nó không tìm vinh thân phì gia, nó không tìm cho nó chỗ đứng, vị trí, một sự ích kỷ bản thân, thì nếu anh chị em, con người mà, lỗi là chuyện bình thường. Tôi vẫn có lỗi, cho nên chuyện bình thường có lỗi. Thì những con người khi biết mình có lỗi, dù lãnh đạo đến cấp nào, anh chị em nói lỗi của họ ra, nếu họ không phải là kẻ ích kỷ cho bản thân, họ sẽ cảm ơn anh chị em, chứ họ không đưa cổ anh chị em vào cùng đâu, nhưng mà thực tế thì không. Cho nên tôi mới nói rằng không tìm được một người lãnh đạo như Chúa Kitô, không tìm được một người có quyền hành nhưng là quyền hành để phụng sự con người như Chúa chúng ta. Và vì thế bài học hôm nay là bài học cho cả những người lãnh đạo trong đạo ngoài đời. Nói gì nói, tôi cũng đang là người lãnh đạo, dẫu chỉ là một ông cha sở nhà quê, một ông cha sở quèn, một ông cha sở quê mùa, dẫu chỉ là một giáo xứ bé bé, nhỏ nhỏ, con, nhưng cũng là trong trách nhiệm. Cho nên khi suy nghĩ về những lời hôm nay của Chúa, của tin mừng và những điều mình giảng, tôi nói thật, nãy giờ tôi to tiếng trên tòa giảng thật đấy, nhưng phải cúi đầu xin lỗi Chúa vì mình khác Thầy, mình chưa được như Thầy của mình. Cho nên một lần nói cho mạnh, để không phải chỉ trích ai, mà trước mắt là chính bản thân nhìn lại, để có thể có những cái đường lối tốt hơn trong việc lãnh đạo, không phải mang lại cho mình mà là mang lại linh hồn người ta, mang lại vinh danh Chúa. Đấy mới là điều mà một giáo hoàng, một giám mục hay một linh mục, nhất là một linh mục, một giám mục đang lãnh đạo phải làm cho bằng được, thưa anh chị em. Cho nên có thể nhiều người không bằng lòng với những gì tôi giảng hôm nay, cả những lãnh đạo ngoài đời lẫn trong đạo. Chắc chắn khi nghe những điều này thì nhất là thổn thức lương tâm, thì có thể không bằng lòng. Nhưng thôi thì một lần mình nói, không nhằm để nói gì ai, cho bằng là bản thân tự suy nghĩ để biết đánh giá mình hơn,
để biết nhìn lại bản thân hơn. Thưa anh chị em, có một tình yêu của những người làm lớn mà chúng ta có thể học tập được, mà tôi nghĩ anh chị em đã là người làm hết những sự như thế, đó là tình yêu của kẻ làm cha mẹ. Cha mẹ là làm lớn đấy chứ, bởi vì mình là cha là mẹ, mình đẻ ra nó mà. Nhưng khi anh chị em bồng đứa bé trên tay, và nếu anh chị em thấy đứa bé con mình nó khóc thì sao? Quýnh quáng lên. Và tôi gọi tiếng khóc của một đứa bé, dẫu chỉ là một đứa bé yếu ớt trên tay anh chị em, và anh chị em có quyền, làm cha làm mẹ là người lớn mà, quyền hành chứ. Nhưng tiếng khóc của đứa bé là tiếng khóc quyền lực, chứ không phải anh chị em có quyền làm cha làm mẹ là quyền lực. Tiếng khóc của đứa bé là quyền lực, dỗ dành hết, tìm cách này đến cách khác, thậm chí có những hôm thuốc thức trắng đêm để cho con được ngủ. Và nếu những bậc lãnh đạo, dù là trong tinh thần hay ngoài xã hội, có được tinh thần của một người cha, người mẹ lo cho con mình, để họ lo cho dân mình, họ lo cho cộng đoàn của mình, thì xin lỗi, tôi sắp nói cái hình ảnh nó xấu lắm, không đáng nói trên tòa giảng đâu, cho nên tôi xin lỗi trước. Nhưng mà tôi phải nói để cho thấy rằng tất cả chiều sâu của tình yêu của những người làm lớn phải nằm ở đó. Đó là gì? Hình ảnh của người làm lớn như cha mẹ. Xin lỗi nha, rửa đít cho con. Nếu một người làm lớn mang tình yêu, phải như thế mới được. Phải là người cha, người mẹ của đám dân mà mình lãnh đạo thì mới được. Cho nên hình ảnh người cha, người mẹ, kẻ làm lớn khom xuống rửa trôn cho con là hình ảnh không xấu tí nào. Mặc dù tôi bảo rằng tôi phải xin lỗi vì nó xấu, nhưng nó đẹp ở chỗ nào? Nó đẹp ở chỗ anh chị em không phải là người phục vụ, mà ngay trong tư cách làm cha, làm mẹ, làm người lớn, anh chị em đang phụng sự con mình. Tôi không dùng chữ phục vụ ở đây. Và những kẻ ý thức mình lãnh đạo với tư cách cha mẹ phụng sự người mình lãnh đạo, mọi sự sẽ tốt đẹp, quyền bính trở thành một cái gì rất đáng yêu, chứ không phải trở thành sự đe loi, trở thành sự khủng khiếp mà mỗi người chúng ta sợ hãi khi nhìn kẻ lãnh đạo mình. Đúng không anh chị em? Đúng không? Anh chị có kinh nghiệm đó mà. Làm lớn cho con mình nhưng cuối cùng khom xuống để tắm rửa cho nó, để làm mọi thứ vì nó chứ không phải vì mình. Mục đích của làm lớn như thế nào? Nếu mục đích của người làm lớn với một tình yêu, một người cha, người mẹ, một tình yêu của Chúa Giêsu mang lấy hình ảnh của cha, của mẹ phụng sự kẻ mình lãnh đạo, mục đích của kẻ làm lớn ấy tốt lắm, đẹp lắm. Làm lớn không xấu hay tốt, nhưng mục đích của kẻ làm lớn mới là xấu hay tốt, làm cho họ ra đáng chê trách hay được khen ngợi. Chúng ta xin Chúa với những gì tôi vừa phân tích, vừa giảng hôm nay, dựa trên chính nỗ lực của tin mừng mà tôi suy nghĩ. Tôi chỉ mong mấy điều này. Thứ nhất, đó là bản thân mình. Anh chị em cầu nguyện cho tôi để với một linh mục làm cha sở, rồi cũng sẽ đi qua cuộc đời này, nay xứ này, mai xứ kia, sẽ đến một ngày không còn đi xứ được nữa, đi vào nhà chờ, nhà hưu để chờ chết á. Sẽ đến một ngày đó thôi, nếu Chúa cho tôi sống tới ngày đó. Còn nếu Chúa cho tôi chết ở tại một giáo xứ đang khi làm lãnh đạo thì cũng đều quý hết, cảm ơn Chúa hết. Nhưng với trách nhiệm của một người lãnh đạo trong vai trò mục tử,
thật sự là phụng sự danh Chúa nơi cộng đoàn mà mình đang phục vụ. Thứ hai, nói những điều như tôi vừa nói trong bài giảng để anh chị em tiếp tục có lời cầu nguyện cho các bậc lãnh đạo trong đạo ngoài đời của chúng ta, từ giám mục giáo phận cho đến các linh mục, cho đến cả hội đồng giáo xứ, được đặt lên không phải để ăn trên ngồi trốc, được đặt lên là để phụng sự cho tất cả những gì thiêng liêng nhất, cao đẹp nhất, đó là sự vĩnh cửu của linh hồn con người, đó là vinh danh danh thánh Chúa chúng ta. Còn ở ngoài đời, cầu nguyện cho những bậc lãnh đạo biết thương dân, biết nghĩ đến những hoàn cảnh khổ sở của nhiều người. Chúng ta buồn khi thấy những nhà lãnh đạo của chúng ta cơm no áo ấm đã vậy, mà còn hơn cả cơm no áo ấm giữa lúc dân tình đói khổ. Chúng ta thấy họ bước vào xe, ra vào máy bay, vào trong những căn nhà mà ở đó, thậm chí chỉ cần cái mốc một góc hàng rào của họ thôi là đã xây được cả một căn nhà cho những người nghèo ở. Chúng ta buồn khi họ bước ra, bước vào xinh sang áo quần, lộng lẫy với xe cộ và vẻ đẹp của những gì chỉ là trần thế, chỉ là hào nhoáng, mà trong tâm tư thiếu vắng tình yêu của một người được gọi là làm quan, là cha mẹ của dân. Chúng ta buồn khi thấy những điều ấy. Nếu đã từng xảy ra trong thực tế thì xin cho chúng ta với lời cầu nguyện, xin cho cố gắng để có những lãnh đạo tốt hơn, đừng xảy ra những việc như vậy. Từ trong đạo ngoài đời, tôi xin nhắc lại những gì chúng ta cần với hôm nay dựa trên chính nội dung bài tin mừng. Hãy cầu nguyện. Chúng ta đứng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, trên và tán sáng xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô là kiểu mẫu cho tất cả những ai xưng mình là người lớn trong nhân gian này, để có thể bắt chước hình ảnh của Chúa, hạ mình xuống, rửa chân và hơn thế hiến mình cho đoàn môn đệ, cho cả loài người, thậm chí ban ơn tha thứ trước mắt ngay cho kẻ vừa mới giết chết mình. Chúng ta bắt chước Người và nài xin Chúa cho tất cả những ai sống đời lãnh đạo cũng noi theo tấm gương tuyệt vời, tuyệt đỉnh của Chúa Giêsu. Hết lòng phục vụ nhân loại trong khiêm tốn là đặc tính của Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn là những người tận tụy phục vụ cộng đoàn dân Chúa, cũng như bất cứ ai đang sống trong cảnh khó nghèo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đa số con người thích hưởng thụ hơn là phục vụ. Chúng ta hiệp lời cầu xin
có nhiều người dám xả thân phục vụ những người cùng khổ trong xã hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đó có xáo trộn và đủ mọi việc xấu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết chân thành yêu thương nhau, đặc biệt là hiền hòa, khoan dung và hết lòng mến chuộng điều lành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người Kitô hữu chỉ có thể làm sáng danh Chúa bằng chính đời sống phục vụ trong tinh thần bác ái của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn yêu thương và phục vụ người nghèo như Chúa mong muốn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con, ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Xin Chúa cho chúng con luôn ghi nhớ lời này và đem ra thực hành thường xuyên trong đời sống. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúng tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để rượu này trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúng tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thần là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này,
cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chuông tùng đâng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tư nguyên nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tôn đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, con sắp rước mình vào mọi thánh. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Xin mẫu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Chúa phán: Ta là mục tử tốt lành, ta biên các chiên ta và các chiên ta biên ta. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin Thần Chúa ngự trong phép mình thân, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ương ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Xong lê bởi vì bây giờ con chẳng Chúa cho thần đường, thì xin Chúa ngự hồn con tam thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự thần, thì con xin cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước mình vào máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ ba là ngày rằm tháng 8, ngày Tết Trung Thu của các thiếu nhi. Cho nên chiều ngày thứ hai, tôi sẽ dâng thánh lễ mừng Trung Thu cho các em, mặc dù trong tình hình căng thẳng của dịch bệnh không thể nào tổ chức gì hơn được. Rất mong các bậc cha mẹ khuyến khích và bật những phương tiện để tham dự thánh lễ tại nhà mình cùng với con em của mình, cầu nguyện cho chúng nó, cầu nguyện cho tất cả các thiếu nhi ở các nơi trên đất nước này, nhất là các em thiếu nhi trong đợt dịch vừa qua phải mồ côi cha mẹ, mà các em đã phải trải qua những đau khổ. Cũng như tuần sau, Chủ nhật tuần sau thì giáo xứ chúng ta sẽ phát quà cho những người trong thời gian dịch bệnh không thể đi làm được, đang kém đói vân vân. Tôi thông báo như thế này là để anh chị em nào mà chưa thấy hoàn cảnh của mình là kém nhưng chưa có đăng ký với các trưởng khu trưởng họ thì anh chị em cũng đến đăng ký, đồng thời xin các trưởng khu họ mang quà đến tận nhà để chúng ta tránh việc tụ tập đông đảo. Danh sách hiện tại là có khoảng trên 150 anh chị em đang cần hỗ trợ như vậy. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đứng tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhân, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thân. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quang đại,
luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời đứng mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.